video mới ha. Video mới Lý Đầm Đế vòng khu vực chợ Đầm Tảo ha. Quá trên đường Vĩnh Viễn ha. Vĩnh Viễn này là Vĩnh Viễn ở mé bên đây chứ không phải là kia. Chạy một vòng Vĩnh Viễn lại. Một tour nữa. Bệnh viện Nhi Đồng 2 và có Bệnh viện Nhi Đồng 3 mới, Bình Chánh.
ra ngoài trời ra những để xe vô ha, trời cũng chuyển mây à, vô coi như trú mưa luôn. Gần nè, lỡ dài chứ sai dữ thôi, chỉ túp ở dưới luôn. Chỉ đây cho đầy chứ, cái hút này là cái hút heo hút. Chỉ vô trước. Em dừng video em qua video mới ha.